quẩy thâu đêm suốt sáng với nhiều chân dài nóng bỏng và phủi nhẹ 7 triệu đô để mua một căn biệt thự chỉ để thoát loạn mỗi đêm. Liên tục là những buổi tiệc tùng hoang lạc, không ít lần than phiền với cánh báo chí vì nhiều tiền quá không tiêu hết. Để nói về độ ngông, chất chơi của Justin Bieber, thì nếu anh là số 2 thì không ai dám nhận số 1. Sự phong cách thời trang có thể nói là dị biệt và hơi quái thai. Justin Bieber không tiếc tiền chi tiêu và hàng tá những món đồ hiệu xa xỉ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem về độ chơi khét tiếng của ngôi sao lắm tài nhiều tật này nha. Nhưng trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Từng là siêu sao hàng đầu của Hollywood, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp với bảng vàng thành tích mà khó có nghệ sĩ trẻ nào thời đó có thể vượt qua. Nhiều lần công phá các bảng xếp hạng, thành tích của Justin có thể kể đến như là chạm đỉnh bảng xếp hạng Billboard 200 và được chứng nhận bạch kim. Là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới có đến 10 ca khúc đạt 1 tỷ lượt nghe tại nền tảng âm nhạc quốc tế Spotify. Tính đến nay, anh là một trong những ca sĩ trẻ tuổi nhất có doanh số tiêu thụ album vào khoảng 150 triệu đĩa, đồng thời vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm 2 giải thưởng Grammy, 18 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 21 giải thưởng âm nhạc Billboard. Tất cả những điều này đã giúp cho sức nóng tên tuổi và vị thế của Justin Bieber chỉ có thể là nổi nhất, chứ không còn là nổi hơn. Thế nhưng, đang trên đà nổi tiếng, chàng ca sĩ lắm tài nhiều tật này không ít lần đã phá luật, chinh phục khán giả bằng chất giọng đặc biệt và tư duy âm nhạc mới lạ. Justin Bieber luôn duy trì sức nóng và vị thế của mình trong làng âm nhạc. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, hình ảnh của nam ca sĩ đã bị tẩy chay ở mọi hoạt động giải trí, tên tuổi thì tụt dốc không phanh vì các bê bối liên quan đến rượu bia, chất kích thích, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng. Có thể nói đời tư ồn ào của anh đối lập hoàn toàn với hình ảnh nam thần gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả. Nam ca sĩ thường xuyên bị bắt gặp tại sở cảnh sát trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Cuộc sống đam mê tiệc tùng của Justin Bieber đã trở thành tâm điểm của báo chí trong suốt khoảng thời gian đó. Song hành cùng hào quang bao giờ cũng là giông bão. Đi đôi cùng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ là những lời gièm pha, ghét bỏ của anti-fan. Justin Bieber tuổi teen vừa được ca ngợi, thần tượng, vừa bị chỉ trích về những vấn đề liên quan đến đời tư, hình ảnh công chúng. Tất nhiên một cô bé tuổi teen không đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả các điều đó. Cuộc sống đam mê tiệc tùng của Bieber đã trở thành tâm điểm của báo chí suốt thời gian dài. Có lần anh đến Brazil để đi diễn. Sau đêm diễn, Justin Bieber giải trí bên bạn bè bằng cách tới các câu lạc bộ đêm và ghé thăm một nhà thổ trong khi đang lưu diễn khắp thế giới. Tờ Extra của Brazil còn đưa tin, sau đêm diễn tại Sao Paulo, Justin lao vào chuỗi ngày tiệc tùng không mệt mỏi. Điểm đến đầu tiên là một câu lạc bộ đêm ở Sao Paulo, rồi lên máy bay riêng để bay về Rio de Janeiro. Tiếp đến, Bieber nhanh chóng có mặt tại câu lạc bộ ở miền Tây Rio vào khoảng 1 rưỡi sáng. Sau khi vui vẻ với các bạn trong một căn phòng riêng ở hộp đêm, chàng ca sĩ rời khỏi đây vào lúc 3 giờ sáng cùng vệ sĩ và một chiếc xe chở 30 cô gái khác. Tất cả các cô gái đều mặc đồ đen vì đó là đêm Halloween. Câu cho giai đoạn trẻ ngé nhất, khi tới dùng bữa ở một nhà hàng, Justin Bieber bị bắt quả tang đang tè bậy trong một chiếc xô để lau sàn nhà thay vì tới nhà vệ sinh. Tất cả các hành động của anh chàng đều bị camera ghi lại. Vào năm 2013, Justin Bieber từng tới một hộp đêm ở Bodhi ở Chicago và uống bia. Theo pháp luật Mỹ, thanh niên trên 21 tuổi mới được sử dụng rượu bia, trong khi Justin khi đó mới 19 tuổi. Khi cảnh sát tới kiểm tra và phát hiện, nam ca sĩ đã bị tống ra ngoài hộp đêm, đồng thời bị phạt nơi này vì đã phục vụ trẻ vị thành niên. Nhiều người cho rằng do nổi tiếng và thành công khi còn quá trẻ, nên Justin Bieber đã nhiễm lối sống tiệc tùng buông thả. Hàng xóm của anh nhiều lần phàn nàn về việc anh lái xe quá tốc độ cao trong khu dân cư. Chiếc xe Ferrari trắng của Justin cũng đã bị cảnh sát hỏi thăm vì phóng nhanh. Tuy nhiên, người cầm lái tại thời điểm đó không phải là Justin, mà là bạn thân của anh, Lil Street. Vì độ tuổi vị thanh niên suy nghĩ chưa thông đã đành, khi đã đạt đến ngưỡng trưởng thành của đời người, Justin Bieber cũng khiến khán giả bất lực khi tổ chức tiệc hoành tráng ở biệt thự tại Los Angeles, Mỹ, quy tụ dàn sao vi phạm giãn cách xã hội tại đại dịch Covid-19 và không nhiều người mang khẩu trang. Cái kết là anh bị công chúng ném đá dữ dội vì hành động vi phạm giãn cách xã hội của mình. Để thấy được một bức tranh toàn cảnh nhất về đời tư, cuộc sống ăn chơi của Justin Bieber, các bạn có thể xem MV Pop Star của DJ Khaled và rapper Drake khi anh chàng ca sĩ được mời đóng chính. Mở đầu bằng cảnh DJ Khaled và Drake thảo luận về hậu trường của MV giữa đại dịch. Sau đó,
bối cảnh thay đổi và Justin Bieber xuất hiện. Từ đây, người xem theo chân Justin Bieber di chuyển qua bữa tiệc tại biệt thự với nhiều cô gái xinh đẹp, dàn siêu xe đắt đỏ, vòng cổ kim cương khủng hay các tờ tiền vung vãi trên sàn, mô tả chi tiết lối sống phóng túng của hoàng tử nhạc pop. Ngoài Justin Bieber, những cái tên nổi tiếng khác như là Hailey Baldwin, vợ của anh, và King Bach cũng xuất hiện trong MV. Tiệc tùng chán chê, nhưng để phô trương độ giàu có, Bieber còn đổ tiền vào hàng loạt bất động sản và siêu xe. Tại những khu đắc địa tại Mỹ, Canada hay là anh đều sở hữu những căn biệt thự đắt đỏ. Một trong số đó phải kể đến là cơ ngơi trị giá 25,8 triệu đô tại Los Angeles, nơi anh đã tổ chức bữa tiệc đợt Covid kể trên. Ngoài bất động sản, nam ca sĩ còn đam mê siêu tầm siêu xe. Anh sở hữu nhiều xế hộp đắt đỏ như là Rolls-Royce 103X, phiên bản đặc biệt có giá 330.000 đô, Lamborghini Aventador S 500.000 đô, Mercedes-AMG SLS hơn 115.000 đô và Audi R8 Coupe 170.000 đô. Để tận hưởng những khoản tiền chống trái của mình, nam ca sĩ nổi tiếng người Canada Justin Bieber đã chi ra 1,3 triệu đô để mua một tác phẩm NFT. Đây là một bức tranh vẽ những con tinh tinh theo một cách khác nhau, được tùy biến phù hợp theo nhu cầu và sở thích của người mua. Tuy nhiên, tác phẩm NFT của Justin Bieber chỉ còn có giá là 59.090 đô, chỉ bằng một phần nhỏ so với số tiền 1,3 triệu đô mà nam ca sĩ này đã chi ra để sở hữu tác phẩm. Ở tuổi 30, khối tài sản của Bieber đã đạt đến ngưỡng mà theo chính ca sĩ chia sẻ rằng rất áp lực khi có quá nhiều tiền. Theo Celebrity Network, tài sản dòng của Justin Bieber ước tính vào khoảng 285 triệu đô. Nguồn thu của nam ca sĩ phần lớn chủ yếu đến từ công việc quảng cáo, sản xuất, phát hành âm nhạc và bán một số mặt hàng liên quan. Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ được trả lương cao nhất hành tinh. Anh dễ dàng bỏ túi 60 đến 80 triệu đô mỗi năm từ việc ca hát, quảng cáo và doanh thu từ hoạt động kinh doanh quần áo. Trang này đã nhận định như vậy. Chuyến lưu diễn đầu tiên của anh, My World, đã thu về 53,3 triệu đô và doanh thu từ tour thế giới thứ hai, Believer, là 69,9 triệu đô. Billboard cũng đã ghi nhận tour diễn Purpose của Justin Bieber đạt thành công vang dội, mang lại cho nam ca sĩ lợi nhuận khổng lồ 250 triệu đô la Mỹ. Sau những cú trượt dài về sự nổi loạn, Justin Bieber đã quyết tâm lấy lại hình ảnh tích cực trong những phát ngôn sau này. Bieber nhiều lần nhận những lỗi sai về mình khi từng có cách hành xử kiêu ngạo, bất ổn. Đồng thời với đó, anh tung ra những sản phẩm âm nhạc khá mới và thành công với những bản hit như What Do You Mean, Sorry hay là Love Yourself. Có thể thật khó khăn để chúng ta hay giới truyền thông chia sẻ sự cảm thông với chàng ca sĩ Justin Bieber đầy tai tiếng này sau tất cả những gì mà anh đã làm. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự nổi tiếng đến với những con người trẻ khi còn quá sớm thật sự không chỉ đánh gục chàng ca sĩ mà còn ăn mòn sự nghiệp của nhiều ngôi sao khác như là Lindsay Lohan, Macaulay Culkin hay là Miley Cyrus. Nếu bạn cảm thấy nội dung này thú vị thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh cho ekip tụi mình nha. Và đừng quên để lại comment những nội dung mà các bạn muốn mình làm trong thời gian tới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.